À, xin chào tất cả các bạn hôm nay mình làm cái clip để giới thiệu với các bạn một cái nền tảng AI mới xuất hiện và cũng được nâng cấp đáng kể trong thời gian gần đây à, nó giúp cho các bạn có khả năng là trải nghiệm những cái phát thảo và phát triển những phát thảo của các bạn theo thời gian thực một cách nhanh chóng và dễ và dễ dàng giúp cho các bạn cũng có thể là có những cái trải nghiệm hoặc là có những cái hướng phát triển cái phương án của mình một cách tốt hơn à, khi mà sử dụng nền tảng AI kết hợp vào trong cái à, quá trình thiết kế của các bạn như trên cái hình ảnh mô tả của mình ở đây, như trên cái màn hình mình đang xử lý thử cho các bạn xem đó là chúng ta thêm một bất kỳ một cái nét vẽ vào thì bắt đầu phương án Y ở bên này nó sẽ phát triển thêm các cái chi tiết tương ứng. Cái nền tảng này thì hứa hẹn nó sẽ là một cái trà lưu mới, một cái xu hướng mới ở trong cái việc sử dụng và nghiên cứu AI để phát triển các cái phương án, cái concept của giới thiết kế nói chung và của các anh em bên kiến trúc nội thất nói riêng đối với cái nền tảng này thì hiện nay cái nền tảng này nó đang hoạt động trực tiếp ở trên cái nền uh, web cái nền web này thì đây là trang web uh, chính của nó các bạn vào trong trang web là korea.ai và cái nền tảng này nó đang ở dạng open beta cho nên là chúng ta còn đang được sử dụng free khá là nhiều quyền lợi ví dụ như ở trong cái này thì đối với một cái tài khoản thì hàng ngày chúng ta có thể sử dụng được cái tính năng create real time là một cái thứ hai chúng ta có 50 bức hình generate free hàng ngày là hai. đây là những quyền lợi của tài khoản free à, nếu như mà trong cái giai đoạn mà các bạn muốn update lên cái tài khoản pro để sử dụng được nhiều hơn thì các bạn có thể tham khảo các bạn giá ở trên cái trang chủ này đối với lại cái tính năng của cái nền tảng Korea này thì nó có khá là nhiều tính năng ờ, Trong đó cái tính năng mà mình sẽ giới thiệu các bạn chính ở trong cái clip này đó là Real Time Generation Và trong cái tính năng này mình sẽ giới thiệu các bạn và thêm những cái lưu ý về mặt kỹ thuật cơ bản giúp cho các bạn có thể điều chỉnh được cái thông số nó chính xác hơn và biết cách ứng xử với phần mềm nó tốt hơn thì bao gồm nó có những tính năng như sau thứ nhất đó là cái quan trọng nhất đó là phát triển phương án theo thời gian thực cái thứ hai là cái cách chúng ta sử dụng các cái vòng lập để chúng ta phát triển phương án theo từng bước từng bước từng bước Ví dụ như là từ sơ phát như thế nào sau khi sơ phát xong ra một cái phương án Rồi lại phát triển tiếp phương án nó như thế nào nữa thì nó có một cái chế độ vòng lập ở trong này khá là thú vị Và cái thứ ba đó là cái tính năng chúng ta sẽ nâng cấp chất lượng hình ảnh tạo ra và upscale lên để, để ra sản phẩm cuối cùng Thì đó là ba cái tính năng mình sẽ trình bày ở, ở trong cái clip này nhé À, để sử dụng cái các cái tính năng này thì sau khi các bạn đã đăng nhập bằng cái tài khoản xong thì các bạn sẽ vào trong cái mục uh, generate của nó. À, trong cái mục generate của nó thì nó có những cái thanh công cụ nằm bên trái này, nó có cái uh, khu vực để chúng ta có thể đưa những cái câu lệnh mô tả chúng ta vào trong này và nó có những cái công cụ liên quan đến việc uh, thể hiện upscale ở bên uh, tay phải. Thì đối với lại cái phần thứ nhất mà các bạn dễ thấy nhất là cái màn hình thì màn hình nó sẽ chia làm hai một bên này chúng ta có thể là vẽ phát thảo ta vào và một bên là chúng ta có thể là xem xét được là ai nó đang tạo ra cái phương án tưởng phát thảo chúng ta và để tạo ra từ cái phát thảo này đi ra này thì mọi người sẽ phải đưa vào cái câu lệnh cái prom mà mô tả ở bên này thì đây là có cái prom thì tùy theo công việc của mọi người mọi người sẽ đưa mô tả vào và quan trọng hơn nữa là bên cạnh cái prom này nó có một cái thanh trượt thanh trượt từ 0 đến 1 như vậy thì càng càng trượt lên cao thì cái phương án tạo ra nó sẽ càng đi xa khỏi cái phát thảo và càng trượt xuống thấp thì nó sẽ càng bám sát theo phát thảo nhiều hơn nếu mọi người có thể thấy là từ cái phát thảo linh tinh của mình ở chỗ này thì nó có thể ra được như thế này thì việc đầu tiên mình sẽ xét cái thông số này nếu như mọi người muốn phát triển phát thảo thì mọi người xem xét thì mọi người thì bắt đầu từ cái chỉ số là khoảng 0.4 nha đây là cái chỉ số mình test nhiều lần thì mình thấy là nó phù hợp với anh em kiến trúc nội thất À, nhiều nhất trong việc họ phát thảo hoặc 0.4 lên quanh 0.4, 0.41, 0.39 gì đó Rồi, ở bên cái khung vẽ này thì à, chúng ta đang dùng cái tính năng đầu tiên đó là img to img để chúng ta có thể là vẽ từ đây qua đây img đầu vào là của chúng ta đây và đầu ra của bức hình ở đây nó có các cái công cụ ở chỗ này thứ nhất là công cụ select and move tức là các các cái nét vẽ chúng ta vẽ ra nó được quản lý thành các cái đối tượng này mọi người có thể là sau khi vẽ xong mọi người có thể là di chuyển nó đi qua đi lại cũng được hoặc là bấm delete xóa đi vì các cái nét này mọi người vẽ xong rồi, mọi người có thể là di chuyển nó ra như thế hoặc là mọi người có thể quét một cái vùng chọn như thế này và mọi người sẽ delete những cái nét này đi thì chúng ta sẽ còn lại một khung cảnh nó trống trơn cái uh, kế tiếp đó là uh, cái các cái hình khối mà nó mặc định ví dụ như mọi người muốn vẽ bằng cái mặc định bằng cái khối có sẵn như này ví dụ như đây một khối vuông rồi uh, một khối tròn chẳng hạn như thế rồi một khối tâm giác thì tùy theo mọi người mọi người muốn vẽ bằng cả những hình khối nó có những cái hình khối như này mà vẽ xong thì tất nhiên chúng ta có thể là điều chỉnh được thay đổi được cái hình thức của nó ở cái công cụ thứ ba là công cụ mà mọi người nếu như mọi người có thể là ạt cái ạt cái hình ảnh uh, sketch của mọi người vào ví dụ như mọi người có những cái sketch dạng như thế này và mọi người sẽ upload nó vào đây thì khi mọi người upload cái sketch vào và đặt ở trong cái bối cảnh này thì nó sẽ ra được cái phương án tùy theo cái ý tưởng ở trong này kết hợp với cái prompt thì mọi người có thể dùng nó để mọi người biến một cái phát thảo đó thành thành cái phương án thì tùy nhé và cái hình này thì chúng ta có thể di chuyển được à, cái thứ ba là cái việc mà chúng ta sẽ vẽ vào chúng ta sẽ vẽ vào thì ở đây mọi người có thể dùng chuột mọi người vẽ và mọi người có thể là dùng cái bút qua con tức là cái bàn tính là mọi người vẽ cũng được và mọi người có thể chọn cái màu cho cái nét vẽ thì đối với cái việc vẽ bằng cái cọ này thì đây là cái tính năng mà mình thấy là nó hấp dẫn nhất thì để chúng ta vẽ vào được cái phương án chúng ta dựa trên một cái nền bao cảnh sẵn có như thế này và khi chúng ta vẽ thì đối với phần mềm này nó nhận được cái mảng nhiều hơn là nó nhận được cái nét cho nên là mọi người vẽ thì có thể là bắt đầu từ cái cọ khoảng cọ 10 Chúng ta có thể là bắt đầu từ cái cọ số 10 để chúng ta à, à, vẽ cho nó cái nét nó đậm đậm một chút. Ví dụ ở đây mà chúng ta vẽ ra cái gì thì nó sẽ xuất hiện ra những cái bộ phận tương ứng ở đây. Ví dụ như ở đây mọi người có thể vẽ nha. Chúng ta có thể bắt đầu bằng một cái hình như thế này. Đó. À, sau đó thì chúng ta lại tiếp tục là phát triển tiếp phương án là theo một cái hình như thế này. Chúng ta muốn à, phương án chúng ta lại phát triển tiếp thêm một mạng như thế này. À, mọi người để ý ở cái phần mà nó bắt đầu nó tạo ra chúng ta nha. Rồi chúng ta lại tiếp tục chúng ta lại thêm chi tiết ở bên này. Vòng xuống đây một tí. À. Rồi chúng ta lại tiếp tục là chúng ta lại phát triển tiếp một số cái đường nét mạng biến đây vì như mình đã nói với mọi người đó là nó nhận được những cái nét này nó tốt hơn là à, nhận được cái mảng tốt hơn nhận nét cho nên những cái mảng này nếu như tiếp tục thì mọi người có thể là đi cái dùng cái cọ to mà người đi những cái mảng cho nó như thế này thì nó sẽ rất nhanh chóng nó tạo ra những cái cấu trúc ví dụ như khi mọi người đã nhập cái mảng này vào ví dụ ở đây mọi người sẽ nhập vào cái mảng ở đây và một cái mảng ở đây thì sẽ rất nhanh chóng là nó tạo ra những cái mảng cấu trúc tương ứng cho mọi người và mọi người có thể dùng cái cọ nhỏ hơn để mọi người đi những cái nét chi tiết vào ví dụ như ở đây mình muốn là những cái nét chi tiết như thế này hoặc là ở trên cái nền này mình muốn những cái nét mà nó như thế này ví dụ như trong cái khu vực này mình bắt đầu mình đi những cái nét nó tinh gọn hơn thì mình làm những cái chi tiết ở bên trong. Mọi người có thể thấy là rất là nhanh chóng nha, rất là nhanh chóng như thế này. đây là những cái mà chúng ta đưa vào những cái phát thảo chúng ta đưa vào thì đây là cái vòng lập mà mình vừa mới trình bày với mọi người là từ cái sự chúng ta đưa vào trong cái phương án rất là nhanh chóng và nó hiển thị ra phương án ở đây bây giờ đến cái chỗ phương án này nếu như mà mọi người bắt đầu thấy ưng ý với lại cái chi tiết này thì mọi người muốn phát triển tiếp từ cái phương án này mọi người lại làm một cái thao tác đơn giản là bấm chuột trái vào cái hình này và kéo sang bên này Kéo sang bên này thì cái hình này nó sẽ được đưa sang bên này để mọi người tiếp tục là dựa trên cái hình này mọi người phát thảo tiếp Ở đây chúng ta có thể là ở trên góc này nó có xuất hiện một cái không Chúng ta lại tiếp tục chúng ta phát thảo tiếp từ cái ông này ra Bây giờ đây mình sẽ phát thảo tiếp Thì nó khi nó đưa qua nó lại đưa kèm thêm một cái hình nữa ở Trên góc này là chúng ta có thể theo dõi sự thay đổi Nhưng mà thôi ở đây mình bỏ đi cho để rối màn hình của mọi người nhé Và mình tiếp tục mình lại thêm chi tiết vào À, mình lại thêm chi tiết vào đây chẳng hạn như thế xong rồi tiếp tục là mình lại thêm những một số chi tiết như là những cái hình khối vào này à, và thêm những cái chi tiết vào rồi chẳng hạn như thế ha và mình lại tiếp tục là mình thêm những chi tiết cần thiết vào đây và lúc này thì mọi người có thể đi những cái cọ mà nó có tinh, tinh giản hơn thì mọi người có thêm những chi tiết và nó tốt hơn và mình sẽ nối cái khối nối giữa khu này với khu này rồi, tiếp tục mình lại ưng ý với cái này rồi thì mình lại đưa qua đây. Và wow, mình lại đưa cái hình này qua đây để tiếp tục mình phát triển tiếp thì nó từ cái hình này nó sẽ phát triển ra và đây là cái phương án và bằng băng, phương án ban đầu nha. Thì đó cái quy trình mọi người cứ làm tới làm tới làm tới, cứ làm liên tục liên tục như vậy thì mọi người sẽ có được một cái uh, phương án càng ngày nó càng rõ ràng chi tiết hơn cho mọi người. Uh, đối với cái phần bao cảnh này á, thì chúng ta còn một cái câu chuyện bên dưới là cái canvas, background nếu như mọi người muốn canvas background là một cái màu sắc trơn thì chúng ta có thể là chọn cái canvas background là màu trơn như thế này còn nếu như mà chúng ta muốn chọn cái canvas background là một cái ví dụ như vâng nãy mình có chọn trong cái thư mục photo của nó thì nó có những cái thư mục những cái bao cảnh có sẵn như này ngoại thất nội thất đầy đủ nhá mọi người thì sử dụng mọi người làm ví dụ ban nãy mình có sử dụng cái này nhưng mà cái này á Sợi ở đây mọi người không thấy tại vì sao? vì đây là cái hình mà chúng ta đã đem từ bên này sang và chúng ta đang phát triển tiếp cho nên là nó che cái này bên dưới rồi, mọi người không thấy nữa. Mọi người muốn thay đổi bao cảnh thì thay ngay từ đầu, ngay từ lúc mà mọi người chưa vẽ gì. Vậy. thì đó là cái thao tác ở cái chỗ này. ở cái quy trình cuối cùng đó là nếu như mà mọi người cảm thấy cái phương án này nó vừa ý của mọi người rồi, ví dụ mọi người lúc này mọi người cũng có thể là thay đổi cái thanh trượt lên xuống một chút, ví dụ như mọi người muốn phát triển nhiều hơn, muốn sáng tác nhiều hơn nữa thì mọi người có thể thay đổi thanh trượt lên để cho nó tính toán xử lý cái phương án của mọi người nhiều hơn ha ví dụ thanh trượt đưa xuống thanh trượt đưa lên như thế này đó. ví dụ như thế này hoặc là đưa xuống nhé ví dụ như đây ví dụ như thế này là cái mà mọi người mong muốn thì đến cái cái thanh trượt và sáng tạo này càng nhiều thì nó càng đi xa khỏi cái phát thảo vì đây là cái mà chúng ta đã mong muốn rồi thì chúng ta lại tiếp tục là chúng ta lựa chọn nếu như chúng ta có những cái style thể hiện ví dụ như là cinematic hay là illustration À, hay là bloom hay là dạng uh, photo tức là cái các cái chế độ mọi người có thể dùng hoặc là no style mọi người để bình thường cũng được ví dụ như no style sẽ như thế này. Và đến lúc này á, thì uh, chúng ta có thể là tăng cái nếu như mọi người muốn tăng cái chi tiết của bức hình lên và upscale lên thì chúng ta còn cái thao tác cuối cùng mình uh, giới thiệu mọi người trong cái nền tảng này đó là mọi người sẽ chuyển sang send to enhance and upscale, chúng ta sẽ bấm qua đây khi chúng ta bấm qua đây thì chúng ta sẽ thứ nhất là cái ai trang này nó sẽ thêm vào chi tiết nhiều hay ít cho mọi người ví dụ như là mọi người để cao cao một chút để thêm các chi tiết cho cái bức hình nó nét hơn cái thứ hai là upscale lên chúng ta được free upscale lên chấm, 2 chấm cho nên là chúng ta sẽ bấm và đây là hai chấm và chúng ta sẽ bấm enhance uh, và chúng ta sẽ chờ đợi hệ thống sẽ check khi position chúng ta là xem thì chúng ta có phải là À, còn bao nhiêu người đại khái là còn bao nhiêu người đang đang làm ở phía trước và đến được chúng ta thì còn mấy người nữa ví dụ ở đây còn 8 số nữa mới đến được cái cái file của mình và chúng ta sẽ chờ đây một lúc à, cái thao tác này thì phải chờ một lúc cho đến lượt và hệ thống xử lý nó cũng nhanh thôi các bạn cũng không có đông đâu tại vì nó còn đang open beta nên là số lượng người sử dụng người sử dụng mình đoán là cũng không nhiều lắm nên chúng ta còn khá nhiều cái cái thời gian và cái quyền hạn để chúng ta có thể trải nghiệm những cái tính năng của cái uh, môi trường này uh, cái kiểu mà real time sketch này nó cũng có phiên bản ở trên uh, máy tính nhưng mà đòi hỏi cấu hình máy tính cũng tương đối cao thì có thời gian mình sẽ làm cái clip review và hướng dẫn cách cài đặt ở trên máy tính cho mọi người nha thì các bạn có thể thấy là sau khi hệ thống enhance và tăng chất lượng ảnh lên xong thì nó sẽ cho ra chúng ta xem view ở dạng hai nữa như này và mọi người có thể thấy là ở bên này thì chi tiết rất là tốt và so với lại bên cái phiên bản mà chúng ta xem trực tiếp nha thì đây là cái phần chi tiết nó tạo ra chúng ta một cái chất lượng quá tuyệt vời so với một cái nền tảng nó còn đang free nha mọi người à, cho nên là à, đây là cái tính năng mà mình vào cái hệ thống AI mà mình cảm thấy rất là hấp dẫn à, và mình muốn review nhanh đến cho mọi người mọi người có thể tiếp cận mọi người sử dụng một cách dễ dàng nha. À, xin chào và hẹn gặp lại ở trong những cái clip trao đổi à, sau về ai về và về các cái công nghệ mới liên quan à, hy vọng những trao đổi của mình ở đây giúp ích cho cái công việc và tạo hứng thú cho cái sự sáng tạo của bạn à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip chia sẻ sau nhé